Nếu ở bộ môn bóng đá có captain Tsubasa là nguồn cảm hứng lớn châm ngòi lửa cho môn thể thao vua tại Nhật Bản phát triển, thì ở bên phía bóng rổ ta có Slam Dunk, một tượng đài bất hủ truyền cảm hứng đam mê bóng rổ cho không biết bao người, không chỉ ở Nhật mà có lẽ trên cả châu Á. Sau 26 năm kể từ ngày tập cuối lên hình, Slam Dunk đã quay trở lại trong một bộ phim chiếu rạp The First Slam Dunk. Vậy màn comeback này có gì hay và hay thế nào và có xứng đáng để mà con dân Weibo nói chung và fan cứng đến fan mềm của tổ đội trường Shohoku rút hổ bao để tận hưởng hay không? Hay là họ sẽ lại bị một cú lừa trên thương hiệu có sẵn? Tất cả sẽ có trong review The First Slam Dunk. Đầu tiên chúng ta đến với một chút sương sương in tư về bộ anime gốc đã chứ nhỉ. Slam Dunk vốn là một bộ manga dài tập lấy chủ đề về bóng rổ do tác giả Inoue Takahiro chấp bút. Câu chuyện của bộ anime xoay quanh Hanamichi Sakuragi, một thanh niên có tố chất vận động thiên bẩm, dù sở hữu vẻ ngoài cũng rất là da dì và này nọ, nhưng mà cuộc đời của chú bé tóc đỏ lại gắn liền với một chữ ế. Và để thay đổi số phận của mình, Hanamichi quyết định lên Shopee mua áo của chùm cuối với đầy đủ mẫu mã từ A tới Á, đi ra đường thì như mặc lòng bào, từ trai hay gái, từ già đến trẻ, từ les hay gay hay là giới tính gì nữa để phải ngước lại nhìn. Nhờ sở hữu cho mình một chiếc áo của chùm cuối mà Hanamichi đã gặp được một cô gái tên là Akaji Haruko, vừa chuẩn dead go lại còn xinh xắn đáng yêu, khiến cho cô cậu đổ đứ đừ ngay từ lần đầu gặp mặt. Haruko thì vốn rất là yêu thích bóng rổ, nên là để lấy le với cô bạn, Hanamichi đã không ngần ngại dấn thân vào công tác vừa học vừa chơi môn thể thao này, để rồi sau này cô đã trở thành một cầu thủ cực kỳ quan trọng trong đội bóng rổ trường Shohoku, cùng với những Ryota Miyagi, Hisashi Mitsui, Rukawa Kaede và Katenori Akaji. Hanamichi đã kinh qua những trận đấu căng cực để mà từng bước đưa đội nhà đến chiến thắng tại các giải đấu dành cho học sinh Nhật Bản. Vậy cụ thể nội dung của movie này là như thế nào? Đầu tiên, chúng ta phải nhắc đến sự trở lại của tác giả Inoue Takehiro trước đã. Với việc được trực tiếp tham gia vào dự án của đứa con tâm huyết của mình, Inoue đã lấy một bình rượu cũ, nhưng mà lại rót vào đó một loại rượu hảo hạng. Bộ phim lấy bối cảnh trận đấu giữa hai trường Shohoku và Sano. Trận đấu này vốn được lấy nguyên bản từ trong nguyên tác của tác giả, nhưng ở phần movie này đã có sự đổi mới. Cụ thể, thay vì điểm nhìn tập trung về phía Hanamichi Sakuragi như trong bản anime dài tập, thì lần này bộ phim đặt người ta vào góc nhìn của chàng trai hậu vệ dẫn bóng của đội, Ryota Miyagi, một thành viên không mấy được khắc họa rõ nét trong mạch truyện chính. Trong một buổi phỏng vấn, để lý giải nguyên do cho sự lựa chọn này của mình, Inoue đã trả lời rằng sở dĩ Ryota được lựa chọn làm trung tâm của bộ phim là bởi vì đây là nhân vật mà ông xây dựng thêm vào. Trong khi Akaji đã có 3 năm cấp 3 làm trọng tâm, Mitsui đã có quá khứ của riêng mình, Hanamichi và Rukawa là đối thủ cạnh tranh cùng khối lớp 10, chỉ có Ryota là lẻ loi ở lớp 11, nên là tác giả muốn lấy nhân vật này để mà nêu bật nhân vật này lên. Xuyên suốt bộ phim, người xem sẽ được chứng kiến sự trưởng thành, những cung bậc cảm xúc và sự nhiệt huyết trong bộ môn yêu thích của chàng hậu vệ dẫn bóng này thông qua những biến cố, những sự kiện xảy ra trong đời cậu thanh niên này. Đồng thời ở đó còn là những thổn thức của cậu chàng khi phải gánh trên vai áp lực vô hình từ người thân quá cố và người thân còn sống. Tuy nhiên, điều này không khiến phim bị một màu, chỉ chú trọng xây dựng hình ảnh cho Ryota, điểm trong hành trình của chàng hậu vệ. Ta còn bắt gặp những khoảnh khắc giữa cậu với những thành viên khác của Shohoku, từ đây bộc lộ tính cách của từng cá nhân và điều gì đã giúp họ trở nên gắn kết với nhân vật tâm điểm, khiến những người xem mới không cần phải xem lại quá nhiều bộ phim gốc để hiểu hết tại sao những con người ấy chỉ cần qua ánh mắt hay cử chỉ là hiểu nhau đến vậy. Để mở màn cho chuyên mục khen, thì mình muốn nói đến cách dựng hình ảnh chỉn chu của Toei Animation. Bộ phim có sự kết hợp hài hòa giữa cách làm phim 3D CG hiện đại và 2D vẽ chỉ truyền thống. Toei đã tận dụng tối đa công dụng của hiệu ứng 3D CG để nâng cao những động tác di chuyển, đi bóng, úp rổ hay ném bóng của các cầu thủ trên sân, khiến những động tác vốn thô cứng trên truyện tranh trở nên vô cùng sống động, từ đó mang lại cảm giác rất là chân thật cho người xem. Cách làm này tuy không mới, mà vẫn cho thấy cái sự hiệu quả, nhất là trong những bộ anime nặng đô với những yếu tố di chuyển liên tục như này. Sự tỉ mỉ trong cách làm phim còn ở những yếu tố rất cơ bản và nhỏ nhặt, như là những giọt mồ hôi trên mặt này, những sợi tóc ngắn trên quả đầu cua này, tất cả đều được nhà làm phim chăm chút kỹ lưỡng. Một điều tôi khá là thích đấy là cái phân cảnh giới thiệu những cầu thủ Shohoku, thay vì giới thiệu bình thường thì nhà làm phim lại sử dụng cách vẽ chì 2D để mà từng người trong đội xuất hiện, khiến người xem, nhất là những cái người mà có tuổi thơ gắn liền với bộ truyện gốc, không khỏi bồi hồi xúc động. Để tạo nên một bộ phim hay ý, thì phần nhìn thôi là chưa đủ mà cần thêm mảng nghe nữa, thì đấy là điều mà The First Slam Dunk không làm được mà làm quá tốt luôn. Những bản nhạc trong phim đã hoàn thành rất tốt, à không, phải là tuyệt vời, khi mà dẫn dắt mạch cảm xúc của khán giả trong từng phân đoạn, giúp họ dễ dàng theo dõi từng tình tiết đang xảy ra. Đoạn nhẹ nhàng tình cảm xoáy sâu vào nội tâm nhân vật ư, ta có nhạc nhẹ nhàng tình cảm. Đoạn máu lửa sục sôi cháy bỏng trên sân bóng ư, ta có Love Rocket của The Birthday và Dai Zerokan của Ten Feet. Sở hữu tiết tấu nhanh và mạnh giúp khán giả cảm nhận được cái bầu không khí căng thẳng. Còn khi cháy quá thì sao? Thì làm sao? Thì chúng mình không dùng nhạc, một cái sự im lặng không một chút tiếng động nào, nhưng nó lại khiến cho mình cùng những người xem khác dí căng con mắt ra theo từng bước di chuyển của từng cầu thủ trên sân, rồi bùng nổ với cảm xúc sau màn lội ngược dòng ở vài giây cuối cùng. Lúc đấy xung quanh tôi fan của Slam Dunk lớn có trẻ có, nhưng mà nước mắt rưng rưng hết. Một điều nữa khiến âm thanh của The First Slam Dunk được đánh giá cao là tiếng bóng đập, tiếng két két của giày hay là những cú va chạm nảy lửa của cầu thủ trên sân. Tất cả những âm thanh vang, đanh, cực kỳ quen thuộc với những người đam mê trái bóng cam. Tất cả đều vô cùng chân thực, như là kiểu
thực sự đắm mình vào không khí của một trận đấu ấy. Còn gì thú vị hơn là vừa coi một trận cầu rực lửa lại vừa xem một bộ phim chất lượng nhỉ? Một điều cực kỳ quan trọng mà phim đã làm rất tốt khác nữa, đó là lồng ghép những đoạn hồi tưởng hợp lý. Ví dụ như là có những khung cảnh một cầu thủ đang giơ tay vào thế cú ném 3 điểm thì đột nhiên anh ta nghĩ về quá khứ. Và thế là chúng ta có một trường đoạn về quá trình luyện tập rồi những gì đã xảy ra với anh ta để rồi hôm nay anh ta ở đây bla bla bla. Và rồi sau quãng thời gian dài như thế bóng mới vào. Còn The First Slam Dunk thì đã đưa những đoạn hồi tưởng đó xen vào rất là đúng những khoảnh khắc trong trận đấu. Dường như là nhà làm phim rất là tinh ý khi mà để những cái đoạn đó lý giải những cái điều đang xảy ra trong phim. Đoạn mở đầu khi mà Ryota đeo hai băng tay thì ngay lập tức ta được biết rằng vốn chiếc băng màu đỏ là của người anh trai quá cố của cậu, hay là sự quyết tâm của Akagi trong từng pha bóng là như thế nào khi mà quá khứ và ý chí khát khao của cậu từng phải đối mặt với sự thờ ơ của cậu bạn cùng đội. Và còn cả những nhân vật khác cũng có những đoạn hồi tưởng riêng nhưng mà vẫn gắn liền với cả nhân vật trung tâm. Ví dụ điển hình là khi ông kính đang hướng đến cái chàng hậu vệ ghi điểm Mitsui Hisashi thì chúng ta có đoạn hồi tưởng về màn đụng độ tay chân giữa cậu và Ryota. Và chính sau khi phải nhập viện vì lần bị khứa đấm lùn đấm đó, cộng thêm lần quay lại để xem bóng rổ để rồi cảm nhận được sự khát khao trên sân bóng, cậu chàng đã comeback và trở thành mắt xích quan trọng trong đội ngũ Shohoku với những cú ném 3 điểm của mình. Bên cạnh đó, cách tạo mạch phim tăng dần đều cũng là một điểm nhấn quan trọng giúp phim trở nên cuốn hút hơn. Nếu ở phần đầu mạch phim có phần chậm rãi khi nói về chuyện của Ryota thì càng về phía cuối phim, nhất là những cái phút cuối cùng của trận đấu, thì cái nhịp độ của phim được tăng lên hừng hực khiến cho khán giả không thể nào mà rời mắt khỏi những diễn biến trên màn hình. Slam Dunk vốn là một bộ phim có tuổi đời lớn và những fan của bộ truyện và anime thì chắc bây giờ là ở lứa tuổi trung niên hoặc là cao hơn nữa. Minh chứng là khi phim mới ra rạp ở Trung Quốc gần đây, bộ phim đã thu hút một lượng không nhỏ những người xem thuộc bậc cha chú. Vậy nên phần lớn những yếu tố quá hài hước đã bị những nhà làm phim lược bỏ đi để đảm bảo cái sự nghiêm túc cho movie này. Tuy nhiên thì không vì thế mà The First Slam Dunk lại mất đi cái sự tươi vui của nó. Yếu tố này được đặt chủ yếu vào Hanamichi để mà làm nổi bật cái tính cách của nhân vật này. Các thành viên khác trong đội thì đều có những đoạn hồi tưởng riêng để mà thể hiện tính cách của từng cá nhân. Còn riêng khứa đầu đỏ thì lại nêu bật ở hiện tại, thông qua những trò quậy phá trên sân và trên băng ghế dự bị, khiến khán giả thấy rõ tính cách bồng bột và hơi trẻ trâu một tí của cậu chàng mới 4 tháng chơi bóng này. Thì cái cách hài hước khôn khéo này cũng rất là hữu ích để mà duy trì cảm xúc của phim. Nó không bị đẩy lên quá cao trong không khí trận đấu hay là quá trầm khi ở trong những đoạn về quá khứ của Ryota. Một điều nữa The First Slam Dunk đã làm rất tốt đó là cách xây dựng nhân vật. Đầu tiên phải nhắc đến nhân vật trung tâm Ryota. Cậu vốn có một người anh cực kỳ xuất chúng trong bộ môn bóng rổ và chính cậu cũng được anh kèm cặp hết mức để mà nâng cao trình độ. Nhưng mà sóng gió lại đến khi mà chính người anh đó chẳng may qua đời sau cuộc đi câu cá với bạn bè. Thật sự thì câu chuyện này nó mang lại cảm xúc quá là phức tạp mà một cái người chưa trải qua như tôi có thể mạnh mồm phân tích. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái hình ảnh Ryota cố gắng giành lấy chiếc áo số 7 và những thứ từng thuộc về anh mình chứng tỏ là cậu vẫn chưa thực sự đủ tự tin để mà vượt qua cái bóng đấy và bứt lên. Chính người mẹ đã nói rằng là cậu cũng có số áo của riêng mình. Bà đang mong chờ đứa con thứ này sẽ thoát ra khỏi cái vỏ bọc để mà tự chứng tỏ bản thân, hay chính bà cũng đang tự nói với mình điều đó. Hình ảnh người mẹ vẫn thường xem lại những video trận đấu trước đây của đứa con cả, hay việc Ryota từng có ý định viết một bức thư với câu đầu đại loại là xin lỗi vì con là người còn sống, lại càng khiến các thành viên trong gia đình Miyagi mãi chìm trong nỗi buồn mất mát người thân. Tuy nhiên thì tất cả đã chịu buông bỏ sau tai nạn của Ryota, đồng thời là bức thư của cậu dành cho mẹ. Ta ít khi thấy hai mẹ con có tương tác quá nhiều, nhưng mà ở đoạn cuối, người mẹ sau bao năm không chịu thừa nhận cuối cùng cũng đã tự thoát ra khỏi nỗi buồn này để đến cổ vũ âm thầm cho cậu con trai thứ của mình. Và chính Ryota cũng thoát ra được cái sự uất nghẹn của mình khi mà có một cái hình ảnh mà cậu thay anh ôm lấy mẹ, chia sẻ nỗi buồn cùng với bà. Cuối cùng hai mẹ con có cuộc nói chuyện với nhau và sự vui vẻ đã trở lại thực sự với gia đình Miyagi. Xin lỗi mọi người vì tôi kiểu hơi spoil, nhưng mà thực sự là những cái hình ảnh này ở rạp ấy, tôi thấy những cái giọt nước mắt của cả nam lẫn nữ. Có thể trên sân những cầu thủ là những người rắn giỏi mạnh mẽ chơi hết mình với cả trái bóng cam, nhưng mà bên ngoài sân thì họ cũng rất là con người và có những cảm xúc rất là riêng. Bên cạnh nhân vật tâm điểm, mỗi cá nhân trong đội Shohoku đều được phân chia thời lượng để không ai bị lu mờ cả. Mitsui Hisashi, Takenori Akagi và Rukawa Kaede tuy có kiệm lời nhưng mà vẫn được khắc họa đủ để các khán giả biết là họ là ai và đóng vai trò gì trong tác phẩm này. Những nhân vật phụ khác như là huấn luyện viên Anzai Mitsuyogi, quản lý đội bóng hay là các cổ động viên cũng được dành cho những cảnh phim đẹp và đầy nổi trội, khiến họ tuy ít xuất hiện nhưng mà để lại khá nhiều ấn tượng. Nhà làm phim thực sự thành công khi mà tạo ra những nhân vật có sự trưởng thành về mặt cảm xúc rõ rệt như thế, khiến bộ phim có chiều sâu hơn thay vì chỉ là một bộ phim thuần thể thao. Điểm nữa khiến khán giả khá là đánh giá cao về The First Slam Dunk là ngôn ngữ thể thao của bộ phim. Trận đấu giữa Shohoku và Seno thực sự giống với những trận bóng rổ ngoài đời. Những động tác của người di chuyển hay là những động tác kỹ thuật của những bowler đều được kiểu bê nguyên thực tại vào phim. Ví dụ điển hình nhất chính là dáng chạy của Rukawa Kaede khi cậu dẫn bóng,
hay tư thế ném 3 điểm của Hisashi Mitsui, tất cả đều có tính thực tế rất là cao, chứ không phải là kỹ năng ảo ma Canada theo kiểu ném từ giữa sân hay là vào zone gì cả. Những động tác khiêu khích hay là sự va chạm đông đốp của các cầu thủ cũng đặc sệt như là những trận đấu đối kháng ngoài đời thực. Có những lúc kẻ mạnh ngạo nghễ vì khoảng cách mình tạo ra và kẻ bám đuổi phải lo sợ vì chưa tìm cách rút ngắn tỷ số. Có những lúc mà chính kẻ mạnh lại rén vì sự vùng lên quá mạnh mẽ của kẻ bám đuổi kia. Tất cả đều là những diễn biến rất là thật mà mỗi vận động viên không chỉ bóng rổ mà khi ra sân đều sẽ phải gặp phải. Nhờ vậy khán giả lại càng thêm hồi hộp theo dõi từng diễn biến của trận đấu. Nếu bắt buộc phải tìm ra một cái điều gì đó để chê về The First Slam Dunk thì đúng là hơi khó với mình, bởi vì thực sự lâu rồi mình mới xem được một bộ phim ok la đến thế. Nhưng mà để tìm ra được một điều để chê đúng hơn thì là góp ý, thì mình sẽ chọn nói về việc nhà làm phim bỏ quên đối thủ của Shohoku trong trận đấu này. Trong phim ý, người ta chỉ nắm được thông tin rằng Senno là một đội bóng bất khả chiến bại, sở hữu những cầu thủ top đầu Nhật Bản, thậm chí danh tiếng của họ đã vang dội từ thời của anh trai Ryota còn sống. Và chính nhân vật này cũng nuôi trong mình khao khát được đánh bại đội bóng này. Senno đã chứng minh được sức mạnh của họ khi có thời điểm đã khiến tổ đội của Ryota hít khói về điểm số. Nhưng mà tôi muốn xem thêm một tí nữa về Senno đây. Không có à? Chê, nghe dở hơi vậy. Một điều nữa, chắc là thiếu đi cái yếu tố giới thiệu nhân vật cụ thể. Mở đầu phim, ta được thấy cái sự xuất hiện rất là ngầu các cầu thủ bên đội Shohoku bằng cách vẽ từng nhân vật, và cả sự xuất hiện cũng rất là hào nhoáng bên phía Senno. Tuy nhiên là ở giai đoạn đầu, một người mới biết đến Slam Dunk như mình không biết ở trên sân đấu có những ai và tên họ là gì. Giống như kiểu bạn xem một trận bóng mà bình luận viên cứ đọc A truyền cho B, B truyền cho C, rồi C lại truyền cho A, mà thậm chí người xem còn chả biết ABC là ai. Mãi về sau khi đã bắt đầu xem lâu hơn một tí thì mình mới nắm được tên một vài nhân vật, và khi đó là lúc mà mình mới thực sự đắm vào được cái bầu không khí rực cháy của trận bóng này. Cơ mà chắc là với những fan lâu năm thì đó không phải là vấn đề gì cả nhỉ. Tổng kết lại thì The First Slam Dunk là một bộ phim đáng đến từng xu tiền vé và từng giây trong rạp của bạn. Hiện phim đang được chấm 8.5 trên IMDb và nhận được cơn mưa lời khen từ những nhà phê bình phim. Không phải tự nhiên mà The First Slam Dunk đánh bại Suzume và One Piece để trở thành anime chiếu rạp hay nhất theo đánh giá của Hiệp hội Điện ảnh Hàn Lâm Nhật Bản bình chọn. Dù không biết khi video này lên thì phim còn xuất chiếu hay không và nó có muộn quá hay không, bởi vì vừa nghỉ lễ xong. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên ra rạp để mà có trải nghiệm tốt nhất, vì nó xứng đáng để được thưởng thức ở màn ảnh rộng, chứ không phải là trên màn ảnh nhỏ của laptop hay điện thoại hay là bất cứ cái web lậu nào đấy mà bạn đang xem.